Mẹ ơi. Ơi. Ơ mẹ ạ, sao hai đứa lại sang đây? Sao chiều vợ con về bảo mẹ bị mệt à? Mệt gì đâu. À, mẹ sang nhà cô Thu về. Thế hơi mệt một tí nhưng bây giờ ổn rồi. Sao đồ ăn còn nguyên như này? Mẹ ăn tối chưa? Tự nhiên mẹ không muốn ăn, để mẹ cất. Thôi, vợ chồng con chưa ăn gì, nhà mình ăn luôn. Vâng ạ, ăn cùng mẹ luôn. À. Ai nhắn đấy ạ? Tin nhắn rác em à? Một ngày nhận không biết bao nhiêu cái. Sao trông mẹ lo lắng thế? Mẹ lo đâu, bình thường mà. Bình thường gì? Ông còn hỏi thật đấy nhá. Thế cái vụ kinh doanh đất cát có vấn đề gì không? Có vấn đề gì đâu. Tao sao mà có vấn đề gì được? Mẹ, cái chuyện kinh doanh ấy, mẹ không có nhiều kinh nghiệm đâu. Cho nên có gì không biết thì mẹ cứ bảo bọn con nhá. Có gì cứ bảo con. Không sao thật. À, mẹ đang chờ người mua chốt đất nên là cũng hơi hồi hộp một tí. Hai đứa ăn đi. À, mẹ ăn sau. Mẹ không ăn luôn à? Cứ thấy đầy bụng thế nào ấy. Ăn đi nhá. À. Không nói chuyện này với bố đâu nhá. Mẹ làm nốt lần này thôi, không làm nữa. Thật mà. Ok. Ăn đi. Dạ. Đừng có tin mẹ nhá. Mẹ ăn xấu lắm. Hỏi mẹ à? Mẹ hỏi cho ra nhẽ chứ. Mẹ như thế bây giờ có hỏi mẹ cũng chả chịu nói. Nhưng mà chắc chắn là có vấn đề rồi. Thôi, ăn cơm đi. Đói quá. Lấy cơm đi bạn. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Mấy cái này phải làm nóng. Đây, 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 đây. Để đây, để đây, để đây. Cứ để đây, ngồi đi, ngồi đi. Mẹ, xuống ăn sáng đi con. Mẹ đang làm gì đấy ạ? Hôm nay mẹ đi làm, sợ là về muộn, đâm ra thổi cơm trước. Tối về hai mẹ con mình chỉ việc hâm lại là xong thôi. Mẹ đi làm á? Cô bạn mẹ mở cửa hàng, mời mẹ làm kế toán. Thế tốt quá mẹ ạ. Mẹ đi ra ngoài cho thoải mái đầu óc, chứ quanh quẩn ở nhà rồi lại suy nghĩ nhiều đấy. Mẹ cũng nghĩ thế đấy. Phần nào cũng đỡ được con. Cái đấy thì con lo được. Con chỉ cần lúc nào mẹ cũng vui vẻ thôi. Vậy thì hai mẹ con mình cùng cố gắng nhá. Nào. Thôi, mẹ làm cho con ăn mà. Ăn đi, ăn đi mới có sức. Mẹ ăn đi, mẹ ăn có sức đi làm chứ. Con ra kia ngồi ăn cho nó tử tế đi. Sao mẹ nấu ngon nhất? Thank you.
Vừa vào á, chị phải phủ đầu ngay cho người ta biết chị là người có nhiều kinh nghiệm, không phải đậu vừa giang. Đúng không chị Giang? Ơ kìa, sao lại cười? Bây giờ ai tìm giúp việc cũng đều muốn người có nhiều kinh nghiệm, còn gì nữa? Ừ, thì cũng bớt đi cái phần dắt tay chỉ việc ấy mà. Thế cụ thể tôi phải nói cái gì hả cô Thoa? Chị nói luôn là chị có 5 năm kinh nghiệm. 5 năm kinh nghiệm á? Phép thế cơ à? Phép đúng chỗ mới được việc chị ạ. Chị chưa từng giúp việc cho nhà nào, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Dạ, vâng ạ. Này, thế cô có biết cái lần đầu cô đến xin việc cô như thế nào không? Cô nói với tôi là em chả có cái kinh nghiệm gì chị ạ. Nhưng mà chị bảo gì thì em cũng làm được tất. Chính vì cái sự trung thực của cô nên tôi mới nhận cô vào việc đấy. Xin lỗi đã làm mất thời gian của chị. Vâng, bên giới thiệu cũng bảo em là chị có kinh nghiệm rồi nên em mới hẹn gặp. Vâng, người ta cũng dặn tôi là phải nói như vậy đấy. Nhưng tôi nghĩ là đã làm việc với nhau thì phải nên thẳng thắn, thành thật. Có thế nào thì nói như vậy thôi. Thôi, xin phép chị tôi về. Vâng. Alo. Ơ, sao không nói sớm? Ơ chị ơi, chị quay lại em nhờ chị tí. Chị ơi. Dạ. Đây là em gửi biếu riêng chị ngày hôm nay. Nếu không có chị, em không biết xoay sở với khách ở quê lên như nào. Từ ngày mai chị đến làm cho em từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều chị nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Em phải cảm ơn chị mới đúng chứ. Ai cũng khen đồ ăn ngon, em nhẹ cả người ấy. Hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. Dạ. Vậy xin phép chị tôi về ạ. Cho cô hỏi, ở đây còn tuyển nhân viên không? Có cô ạ, cô đi vào trong hỏi chủ cho cháu với nhá. Vâng. Em chào chị ạ. Chị lấy 3 bộ Super Skin Kit ạ. Còn, em còn chứ. Chị cho em địa chỉ em ship luôn cho chị nhá. Dạ. 89 Ngọc Hoa, chị chờ em chút ạ. Số điện thoại, thì số điện thoại chị đang gọi cho em ấy thôi. Em vẫn lưu mà. À chị này, hôm nay thì bên em đang có ưu đãi. Khi mua 3 bộ Super Skin Kit thì sẽ được tặng 3 buổi liệu trình chăm sóc da mặt chuyên sâu. Hôm nào chị rảnh chị cứ qua em nhá. Bây giờ chị qua luôn. Được ạ, à, bên em đang chống lịch thì chị qua luôn nhá. Dạ, em là chị Ngọc ơi. Dạ. Xuống chị nhờ tí. Nhanh lên, nhanh lên. Lát em lên kho lấy 3 bộ Super Skin Kit nhá. Với cả kẹo có khách làm luôn. Nhận không? Em có chơi tiền bao giờ đâu. Chị cứ đưa đây cho em. Chị thích đấy. Chị Hân. Đây là sao vậy chị? Chị... Sao chị không nói cho em biết? Anh Ngọc này, chị... Em xin phép. Mẹ ơi! Mẹ! Thank you.
500. Chú cho chị khất một ngày thôi nhá, mai chị gửi chú. Được thôi, cứ tính vào gốc. Đây này, chú ơi, chị chỉ khất chú có một ngày thôi mà, chị xin chú mà. Chị xin chú đấy, chị chỉ khất chú có một ngày thôi, cho chị xin đi. Chị sao? Xin... trả hết hay là vay thêm? Ừ? Ngọc ơi, mẹ về rồi, xuống ăn cơm đi con. Ơ, sao lại ngồi tối thui thế hả con? Mẹ bảo này, mẹ đi qua hàng vịt quay, thơm quá. Đâm ra mẹ mua về, mẹ con mình ăn thêm nhá. Vay chị Hân 50 triệu để làm gì? Sao mẹ không nói cho con biết? Cái Hân này... không phải tại chị Hân, là con tự biết được. Mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng mẹ vay để làm gì? Mẹ vay để trả cho bạn. Bạn nào? Sao con không biết? Làm sao mà con biết hết bạn của mẹ chứ? Mẹ đừng lảng tránh nữa, mẹ trả lời con đi. Mẹ vay từ bao giờ, vay để làm gì đấy ạ? Để lo cho bố chứ còn để làm gì nữa. Bữa nay cô ấy cần gấp, cho nên mẹ mới phải phiền chị Hân. Mẹ không nói cho con là bởi vì mẹ không muốn cho con bận tâm thêm. Chính bởi vậy mẹ mới đi làm để tích cóp trả cho chị Hân. Mà thôi đi, con cũng không cần phải bận tâm đến cái khoản đấy đâu. Kệ mẹ đi. Thà là mẹ nói cho con biết, chứ mẹ làm như vậy con mới lo đấy ạ. Mẹ có biết khi con nhìn thấy tờ giấy đấy, con đã sốc thế nào không ạ? Mẹ, con xin lỗi vì đã to tiếng với mẹ. Nhưng mà giờ nhà mình chỉ còn hai mẹ con thôi. Có gì mẹ cứ chia sẻ với con, để hai mẹ con mình cùng giải quyết mẹ nhé. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi đã giấu con. Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ. Con xin lỗi. Rồi. Ngọc, đến sớm thế. Tối qua em mất ngủ, mà em đang thèm xiền lắm chị ạ. Với lại hôm nay em có cuộc hẹn chốt yêu sớm. À, hẹn với bà Nhàn hãng mỹ phẩm hả? Vâng. Thế ăn sáng chưa? Chị có hai cái bánh này, ăn đi. Em ăn rồi. Mà hẹn 10 giờ cơ mà. Nhưng mà tô son điểm phấn sớm thế. Hăng hái quá ấy, là cái lương tâm của chị ngại với sếp lắm. Không phải hăng hái mà là hồi hộp chị ạ. Nếu mà chốt được hợp đồng này thì cuộc đời em xem như nở hoa. Thế cơ á? Này, thế thì ăn miếng chả đi, cho nó son. Thôi, vâng, em tô son em rồi. Chị ạ. Dạ em chào sếp ạ. Chào sếp. Anh chị Nhàn mỹ phẩm bảo là đang mệt, hôm nay không đến được đâu. Có gì thông tin sau nhá. Sao lại thế? Em chờ mãi hôm nay để chốt deal đấy ạ. Thì bây giờ chị nói thế biết làm thế nào? Chẳng lẽ anh lại bảo là kệ chị cứ đến đi à?
Cô chịu khó, đợi đi. Nếu mà chị không đến được với em sẽ đến với chị. Xin lỗi vì đã để lỡ hẹn với bên em. Để em đến tận đây, ngại quá. Dạ không sao đâu chị. Em có công việc ở gần đây, em ghé thăm chị luôn. Em có chút trái cây gửi chị tầm bổ ạ. Em chu đáo quá. Chị Thu ơi, mang nước cho khách giúp em nhá. Dạ vâng ạ. Em có mang hợp đồng ở đây không? Đưa chị xem. Dạ có. Chị xem hộ em. Cần điều chỉnh chỗ nào chị cứ nói em ạ. Ừ. Chị đi lên lấy cái kính đã nhá. Dạ. Con uống nước đi. Mẹ. Con có việc làm, con cứ làm đi. Xem như không thấy mẹ. Như thế này. Mà mẹ bảo con làm như không thấy gì ạ? Để con đưa mẹ về. Chị, em có chút chuyện cá nhân, em xin phép về trước. Em để hợp đồng ở đây, chị xem rồi gọi cho em nhé. Ừ, em bận thì em cứ về trước đi. Dạ, em cảm ơn chị. Mọi việc tôi đã làm xong cả rồi. Hôm nay tôi có tí việc, xin phép cho tôi về sớm nhé. Vâng, chị về đi. Cảm ơn chị. Mẹ xin lỗi con. Con mới phải xin lỗi mẹ. Là con vô dụng. Con làm mẹ không yên tâm. Để đến mức mẹ phải đi làm như vậy. Không phải đâu con. Là tại mẹ. Là mẹ con à. Tất cả là do mẹ. Ngọc ơi, mẹ đã quá nôn nóng kiếm tiền nên mất tỉnh táo. Mẹ đã đi vay nặng lãi để kiếm tiền mua đất, bị lừa hết rồi con ơi. Giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài, cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay. Mơ đưa mình sát lại qua hết đêm mà.
chờ ban mai. Tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Giữa trời mưa.